lời. Đúng rồi. Khó. Nó khó lắm. Thành ra thôi thật rồi thì em thấy là cái sang qua đáp thì không bao giờ phản hồi lại ở bên nữa. Thôi thì mình chốt qua WhatsApp thôi, tại vì mà WhatsApp nó cái chương trình trong mình là phương thức chính của người ta mà. Nhưng mà là nếu trải nghiệm khách hàng hoặc là đơn vị hoàn thì làm sao trải nghiệm khách hàng và WhatsApp của mình họ check được? Vì tại vì ví dụ nha, nếu mà hai người dùng WhatsApp, hai dùng người dùng một WhatsApp thì một WhatsApp nó sẽ dùng được một điện thoại và bốn máy tính. Hiện tại mình là 4 sale full máy tính rồi. Nếu trường hợp hai người dùng thì khi mà trải nghiệm khách hàng vào để chat đúng không? Thì mình có thể là cho họ liên kết máy tính trên WhatsApp của nó hiện tại đang full đấy. Nhưng mà xem được hết tất cả các tin nhắn của nhau không trên WhatsApp không? Đúng rồi, chỉ là một tài khoản thôi mà, thì mình có thể ấy luôn mà. Với lại trải nghiệm khách hàng họ cũng chỉ dựa trên cái bếp đâu. Thôi tạm thời em thấy vẫn hiệu quả là mọi người cứ chỉ cái WhatsApp được. Nó cũng chưa có cái vấn đề nhiều thì mình cũng chưa có gì phải khắc phục cả. Nó chỉ là đăng nhập với đăng suốt nó cũng mất tin nhắn thôi. Đó là vấn đề với WhatsApp đâu. Tự dưng bỏ WhatsApp. Thôi bây giờ mình chuyển lại. Mình... Thôi WhatsApp bỏ qua đi. Mình quay lại vấn đề chính đi, quay lại vấn đề chính đi. Quay lại cái vấn đề tỷ lệ của khách. Báo cáo tỷ lệ chốt để mỗi marketing của ngày hôm qua để mình xem đưa ra kia. Báo cáo marketing này. Cho báo cáo của marketing lên đi để xem họ ấy lên.